dẫn dắt người ấy là ai ấn tượng, MC Trấn Thành được showbiz khen ngợi đang ở đẳng cấp khác. Bảo Anh, Thiều Bảo Trâm cùng khán giả có những phản hồi tích cực về Trấn Thành khi làm MC Người Ấy Là Ai. Trấn Thành là một trong những ngôi sao hot nhất làng giải trí hiện nay. Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu hài kịch, ông xã Harry Won còn ghi dấu ấn với khán giả trong vai trò người dẫn dắt các game show truyền hình. Dù đôi lúc gặp sự cố nghề nghiệp, nhưng Trấn Thành vẫn chứng tỏ được sức hút hiếm ai sánh bằng khi làm MC. Anh ghi điểm với khả năng xử lý tình huống nhạy bén, ngoạt ngôn, cùng các dẫn chuyện duyên dáng mà vẫn không kém phần hài hước. Thời gian gần đây, Trấn Thành nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khi tham gia dẫn dắt chương trình Người Ấy Là Ai. Mới đây, quản lý của Harry Won cũng trầm trồ khi chương trình của nam danh hài đạt được lượng xem lớn, 2 ngày 4,6 triệu view và top 2 trending YouTube cho một chương trình dài 1 giờ 55 phút, là gần 2 tiếng đồng hồ đó mọi người ơi, kinh khủng, thật sự quá nể. Vẫn câu nói cũ, Trấn Thành là linh hồn cho show này, Hương Giang cũng duyên luôn, nể thật sự. Chia sẻ của quản lý nữ ca sĩ gốc Hàn đã nhận được sự đồng tình từ các ngôi sao trong showbiz Việt. Ca sĩ Thiều Bảo Trâm bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn anh, lắng nghe thấu hiểu duyên dáng chân thành, sâu sắc hài hước, điểm 10 cho anh xin, đầy đủ yếu tố vậy hiếm lắm chị ơi. Tiếp lời Thiều Bảo Trâm, quản lý của Harry Won gật gù tán thành, người nhà nhưng phải khen hoài vì nếu là MC, chị chưa thấy người nào qua được xin, đó là thật tâm nói, 2 tiếng là quá kinh khủng, mà 2 ngày 4,6 triệu view, bao nhiêu con người ngồi nghe ông nói không chán. Thiều Bảo Trâm tiếp tục liệt kê loạt điểm mạnh của Trấn Thành khi đứng trên sân khấu mà cô cảm nhận được. Thật giờ là một đẳng cấp khác xưa rất xa, không chỉ là đọc đúng kịch bản, không chỉ là hài tiếu tếu cho vui mà còn rất sâu sắc thấu hiểu những chương trình mà anh ấy nhận lời. Anh ấy lắng nghe khách mời, thí sinh, lịch sự đáng yêu, cưng khách mời và người tham gia chương trình lắm kìa. Thiều Bảo Trâm và Bảo Anh dành cho Trấn Thành lời khen cùng sự ngưỡng mộ trong công việc. Ca sĩ Bảo Anh sau đó cũng đi lại dạo đồng tình, bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn anh với Thiều Bảo Trâm, không ai qua nổi ông Thành, Trấn Thành là nhất hiện nay rồi, ai duyên hơn xin nữa. Một số cư dân mạng cũng khen ngợi tài năng dẫn dắt của ông xã Harry Won.